anh Hoài Vũ 33 tuổi và chị Hải Lính 35 tuổi. Hai anh hùng mới nhất của bạn muốn hẹn hò đã khiến cả trường quay có những giây phút lặng mình, xúc động khi họ tâm sự về hoàn cảnh cuộc sống, cũng như sự thất bại trong các mối quan hệ tình cảm trước đây. Là một người nam nhi 33 tuổi, sóng gió cuộc đời cũng đã trải qua nhiều, thế nhưng anh Vũ chia sẻ thành thực rằng bản thân khá nhạy cảm và rất dễ buồn. Bố mẹ anh Vũ ly hôn từ khi anh mới 6 tuổi. Ba mất, anh ở với bà nội của ba rồi lại chuyển lịch sự ở với cô. Những vết thương tình cảm từ thuở ấu thơ cứ đeo bám khiến anh Vũ trở nên khép kín, mặc cảm và ít chia sẻ tâm tư với những người xung quanh. Có lẽ vì sự tự ti ấy đã khiến anh Vũ gặp gỡ nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Anh Vũ chia sẻ về câu chuyện cuộc đời của mình. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, chứng kiến nam nhi đi tìm mảnh ghép cuộc đời, mẹ anh Vũ cũng xúc động nói không nên lời. Bà chỉ nói được đúng một câu, mong con được hạnh phúc, và câu nói ấy đã khiến anh Vũ, một người nam nhi 33 tuổi, bật khóc. Trong khi đó, chị Hải Lính lại tỏ ra là một người thiếu nữ khá lạc quan, mạnh mẽ. Sau mối tình đầu tan dở, chị Hải Lính tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Trong cả một khoảng thời gian dài, ổn định được kinh khủng tế, lo được cho gia đình, chị Lính cảm thấy cuộc sống thực tại rất hạnh phúc, không nhất thiết phải tìm một nửa bên cạnh. Vậy nhưng suy nghĩ ấy đã liền ngừng sau khi mẹ chị phải nhập viện. Em tự thỏa mãn với bản thân. Em thấy mình nhẹ nhõm, mình có thể đi chơi, làm được nhiều thứ, lo được cho mẹ. Đến năm 2018, mẹ em bệnh, mẹ bị té và không thể nhớ được gì. Khi mẹ bị nặng nề như vậy, em tự nói trong đầu là cầu nguyện mẹ được khỏe. Khoảng một tuần sau, mẹ nhớ ra, thì điều mẹ nói trước tiên là mẹ lo cho em. Mẹ không hề biết mình bệnh nặng nề thế nào, nên lúc đó em thấy mình cần phải có gia đình để mẹ được yên lòng, chị Hải Lính nghẹn ngào chia sẻ. Đang bị bệnh nặng nề, nhưng mẹ chị Lính lúc nào cũng lo âu cho cuộc sống của chị. Hai loài người trưởng thành đã có những thắng lợi nhất định trong sự nghiệp nhưng lại rủi ro mắng trên đường tình duyên, liệu họ trao cho chính mình cũng như đối phương một cơ hội? Bạn muốn hẹn hò cặp đôi Hải Lính và Hoài?